Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay, ngày 3 tháng 7 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, Ontario là nơi duy nhất ở Bắc Mỹ không được phép ăn bên trong nhà hàng. Thứ hai, Canada được bình chọn là đất nước đáng sống nhất thế giới năm 2021. Thứ ba, tin thị trường bất động sản, giá thuê trung bình ở Toronto gần 2.000 đồng cho mỗi tháng. Sau đây là phần tin chi tiết. Thứ nhất, Ontario là nơi duy nhất ở Bắc Mỹ không được phép ăn bên trong nhà hàng. Các nhà hàng tại Ontario đã không được mở cửa trở lại. Chính phủ tỉnh bang cho biết thêm, không đủ điều kiện để được mở cửa lại hoàn toàn. Phát ngôn viên của các nhà hàng Canada cho biết rằng, người dân tỉnh bang Ontario đã được tất cả các mục tiêu của chính phủ, các nhà hàng đã cho thấy rằng họ có thể phục vụ khách hàng một cách an toàn, nhưng họ không thấy sự lợi ích gì khi tỉnh bang chuyển sang giai đoạn thứ hai. Ăn uống trong nhà không được phép mở cửa ở tỉnh bang Ontario. Cho đến nay, khi tỉnh này đã bước vào bước thứ 3 kế hoạch mở cửa trở lại sẽ diễn ra chỉ trong vài tuần tới đây. Các nhà hàng Canada cho biết, chính phủ nên ngay lập tức mở cửa phục vụ ăn uống bên trong nhà hàng để các doanh nghiệp đang đối mặt với sự phá sản có thể bắt đầu con đường dài phục hồi trở lại. Ở Toronto, ăn uống trong nhà đã bị cấm kể từ khi tỉnh bang bị đóng cửa vào tháng 11 năm 2020, khi đợt dịch COVID-19 thứ hai bao trùm toàn thành phố. Ontario đã đạt được các mục tiêu tiêm chủng để bước vào bước thứ 3 vào tuần trước, nhưng các quan chức y tế trong tỉnh bang đang thận trọng về việc mở cửa trở lại. Giám đốc y tế của tỉnh bang Ontario, tiến sĩ Kyron Moore, trong tuần này cho biết ông muốn đợi thêm 21 ngày giữa bước thứ 2 và bước thứ 3. Các tỉnh bang như British Columbia, Alberta và Quebec đều mở cửa trở lại phục vụ ăn uống trong nhà vào đầu năm nay. Tin thứ hai, Canada được bình chọn là đất nước đáng sống nhất thế giới năm 2021. Bản đánh giá này dựa trên sự thực hiện hàng năm bởi US News và World Report. Các khảo sát được tiến hành trên 79 quốc gia với hơn 17.000 người từ khắp các châu lục tham gia. Khảo sát và áp dụng 79 chỉ số khác nhau bao gồm kinh tế, tài chính, quân sự, giáo dục và chất lượng của cuộc sống. Dưới đây là top 5 các nước theo một số tiêu chí của bảng xếp hạng. Quốc gia tốt nhất, chất lượng cuộc sống, tinh thần kinh doanh, mục đích xã hội, ảnh hưởng văn hóa, thân thiện với doanh nghiệp nhất, quốc gia tốt nhất để ghé thăm, quốc gia có quyền lực nhất, quốc gia nhanh nhẹn. Tin thứ hai, tin thị trường bất động sản. Chào mừng quý khách đến với bản tin thị trường bất động sản. Giá cho thuê trung bình ở Toronto gần 2.000 đồng cho mỗi tháng. Giá cho thuê nhà trung bình ở Toronto giảm trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhưng đang bắt đầu gia tăng trở lại, tăng liên tiếp trong 2 tháng vừa qua. Một báo cáo mới từ Toronto Rental cho thấy, trong tháng 5, giá thuê nhà trung bình Toronto đạt 1.999 gia kiềm. Đó là mức tăng 22 gia kiềm so với mức trung bình là 1.937 gia kiềm của tháng 4. Báo cáo cho biết rằng, có thể giá mỗi square foot sẽ tăng 2.2% kể từ tháng 1 và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng kế tiếp. Thị trường cho thuê nói chung tại đô thị Toronto đã rẽ ngoặt và đang có xu hướng tăng trở lại. Với việc Toronto bước vào giai đoạn mở cửa trở lại, người thuê nhà sẽ quay về các condo ở vị trí trung tâm thành phố khi các văn phòng và các cửa hàng bán lẻ được mở cửa trở lại. Chúng ta kỳ vọng hoạt động cho thuê sẽ gia tăng khi khách thuê tìm đến tận dụng các ưu đãi hiện tại. Townhomes,
có mức tăng lớn nhất so với tháng trước với giá gia tăng khoảng 5.3% từ tháng 4 cho đến tháng 5, đưa mức giá trung bình lên 2.793 gia kiềm. Các chuyên gia dự đoán rằng giá thuê sẽ tăng từ 12-14% trong năm tới khi biên giới mở cửa trở lại, du lịch gia tăng và sinh viên quay trở lại trường học. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà cần đồ, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà của Chim Quang Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách và quê học cho Chim Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách sức khỏe bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin gì đấy.